Giờ hôm nay là mình làm ship một bữa nha, làm chủ một bữa nha. Đến đây kêu ông thợ để ông thay cho mình cái bóng đèn. Mình kêu ổng vậy đó, tức là mình làm giàu cho ổng đi. Làm gì hợp đồng này có một ngày làm 30 nó 43 cái hợp đồng, không phải ông này ông kia. Morning. Could you be easy, please give me one Macalay. The red one, yeah. Oh, it worked already? No, I don't think so. This one. Chỉ vậy thôi. No? It works. It works. Yeah, it's working. Alright. À, các bạn thấy là chỉ là xúc dây thôi, gắn lại thôi không? Nhưng vẫn tính tiền lên cái bóng đèn đi. Các bạn làm việc cho mấy hãng lớn thì nó là như thế này đi. Thank you. Yeah, so you have a good one. Yeah, you too. Các bạn thấy không? Nhưng mà làm sao mà làm vô đây, làm sao mình vô mình tìm được cái shop này 30 bạc đấy. 30 đấy. Thay cái bóng đèn 30. Là coi như tiền tối thiểu á, tiền